Xin chào các bạn đã trở lại với video tiếp theo trên kênh của mình nhé. Ở đây là cung đường chữ S, huyền thoại của xã Vân Hồ, Sơn La. Khi mà các khách du lịch hoặc Phật thủ đi xe máy ấy, thì đến đây thì họ thường dừng xe ở đây và check in ở đây các bạn ạ. Họ thường đứng ở trên kia và chụp ảnh check in ở đây. Ở đây thì một số bà con đi chơi Tết rồi cũng trò chơi ném pao. Đây là trò chơi ném pao truyền thống. Như cái video trước của mình ấy, thì trò chơi ném pao họ lại sáng tạo hơn và lại chơi kiểu chơi bóng chuyền, có sân và có lưới. Đây là cái trò chơi truyền thống của họ, cứ ném qua ném lại như vậy. Ở trên núi kia có một cái chữ Vân Hồ rất là to. Sang đây để xem mọi người ném pao nhá. Xin chào mọi người nhá. Các cô các chị này chắc là nhà ở ngay đây đúng không? Đây là trò chơi ném pao truyền thống của người đồng bào dân tộc Mông ở đây đây. Đấy, các bạn trên bản này có trang phục truyền thống họ. Ngày lễ ngày Tết thì họ thường hay mặc những trang phục rất là sặc sỡ, màu sắc cả nam và nữ. Đây là ngã ba Vân Hồ. Vừa đi qua đây thấy có mấy bạn đây đang chụp và ảnh ở đây. Đây xem bạn này chụp ảnh này. Đẹp đấy. Đấy, váy đẹp đấy. Chụp không? Chụp và chụp ra nào. Có muốn chụp chung không? Đấy, chụp cho. Mami, bạn này là mẹ của bạn này à? Dạ, mẹ cháu. Còn cô kia là, chị kia là mẹ của bạn nào đây? Chị là mẹ của bạn này. Mấy mẹ con đưa nhau đi chơi. À đấy là em gái. Đấy, có hai cái mũ đẹp thật. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái mũ này thì mua bao nhiêu tiền đấy? 400 thôi ạ. 400 à? Vâng. Còn bộ quần áo này là mình mua hay là mình thêu? Có cái thêu, có cái mua. À, đắt không? Cả bộ này đắt không? Cả bộ tầm 3 triệu rưỡi, 4 triệu ạ. Ôi dồi, 3 triệu rưỡi, 4 triệu cơ à? Đắt nhỉ? Nhưng mà nó đẹp. Bạn này là lúc nãy là bảo ở bản gì nhỉ? Này, lúc nãy là bảo ở bản gì? Bắc Phách á? Bắc Phách à? Bắc Phách là ở Đông Sang à? Đông Sang ở xa thật. Ở tận qua thị trấn đúng không? Vâng. Thế sao đi chơi xuống dưới này? Trên kia không có chỗ nào người ta chơi nhiều à? À, đi thăm bà ngoại. Tưởng là mỗi ở trên đấy đi xuống đấy đi chơi. Ở đây là bốn chị em à? Chị em, bốn chị em ruột à? Đây à? Đây kia. Đứa con gái. À. Bốn chị em. Đây, em này thì có chồng chưa? Em kia đã có rồi đúng không? Kia đã có chồng rồi đúng không? Ở đây mình thấy bà con bán đào Tết rất là nhiều. Ở đây mình thấy khách du lịch mua về để chuẩn bị trưng ngày Tết đây. Đây đào có quả luôn này. Quả này sắp chín luôn rồi. Đào này có quả sắp chín luôn rồi nhỉ. Về trồng ăn được luôn. Cành này bán bao tiền được? 150 thôi à? 150 một cành này. Còn mấy cành nhỏ nhỏ như bên này. Gốc này bán bao nhiêu vậy ô? Cái mận này nhỉ? Mận à? À, cái này cái mận hoa trắng này bạn. 200. Mận đào. Đào nhỏ nhỏ ở dưới này. Đây là đào này. Đấy, đào đây là nụ rồi, nở rồi. Mua bây giờ về nó nở hết, làm gì kịp Tết. Vậy làm như nào cho nó khỏi nở nhỉ? Không cho nước. À, không cho nước, nó lại chết chứ. Không cho nước, không chết đâu. Mà nó không có dễ nên nó phải chết chứ. Còn đến tới 20 mấy ngày nữa mà mới tết. Cho in nhà thì cho cám nước đó. Thế thì cho in nước thì nghe. In nước à? Không cho nước thì không in đâu. À, chỉ sợ nó về nó chết hoặc là về nó lại nở hết hoa đi thì thôi ấy. Cái này bao nhiêu? 100 à? Cái mận này muốn chơi đào thôi. Mận nở cũng đẹp đấy nhỉ. Năm nay thấy như bán đào cũng rẻ. Năm nay thấy bán rẻ. Cái đấy không chở được, đi xe máy không lái được đâu. Để bán cho khách đi ô tô đây. Đấy, khách đi ô tô người ta có chỗ để, đi xe máy không có chỗ để. Dạ. Em bây giờ chưa mua được, để gần Tết em mới mua cơ. À, để gần Tết mới mua, gần Tết mới mua, còn mua bây giờ về nó nở hết hoa đây. À, như hoa này thì nó sắp nở thôi rồi. Đây rất là tấp nập ở đây bán cho khách đi du lịch về qua đây họ mua về chuẩn bị để trưng ngày Tết đấy. Mặc dù ngày Tết còn 20 mấy ngày, gần 30 ngày nữa. Hôm nay là mới là mùng 5 thôi, 5 tháng 12, 24 25 ngày. Chị mua cành này bao tiền đấy? Chưa hỏi à? Đang thích cành này rồi à?
Đây mận mận cũng đẹp đấy nhỉ. Đây những cành này, cành mận này cũng to này. Thế anh đi mà mua, cứ xem gặp mệt. Có những cành mận cũng khá là đẹp, nhưng mà nó hơi to cầm cành một chút thôi. Nếu mà đi xe ô tô thì có thể để trên nóc được. Ở đây thì có chợ gian sạp, những cái sạp hàng chợ để cho bà con ở đây bán hàng cho khách. Ngày trước là bà con cứ hay ra ở mé đường ở ngoài này bán, rất là nguy hiểm, mất an toàn giao thông, cho nên là người ta sẽ cho làm vào ở trong này, trong bên trong mé đường này, thành một cái gian chợ như này để cho bà con bán hàng. Chợ thì vào phiên vào thứ bảy chủ nhật gì đấy, ở cuối tuần đấy. Đây anh này đang mua cành mận này. 200 mà anh, 200 mà anh. Đẹp đấy. Vâng 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 vâng. Cành này cũng đẹp đấy này. Anh để lên trên nóc thôi. Anh mua cành này về đấy không biết là cắm ở đâu. Đẹp đấy, đẹp đấy. Cũng đẹp mà. Vâng. Cái này mà là cành đào thì hoa nó đẹp hơn. Bây giờ em đi kiếm tiền thôi, em mua cành đào nữa. Đây là chiếc xe khách Hà Nội vừa đi du lịch về qua đây. Đây là của anh. Với gọn với nhanh nhỉ? Buộc vào gọn với nhanh này. Nhanh. Bây giờ ở đây thì cũng thấy có một tốp đang chơi ném pao đây các bạn. Cũng ném cái kiểu qua lưới ấy, kiểu như đánh bóng ấy các bạn. Đây vì giờ mình sẽ đi vào xem. Ở đây thuộc xa lóng luông rồi, của Vân Hồ rồi. Đây là một cái sân vận động. Hôm nay thì mới mùng 5 cho nên là người ta còn nhiều nhà còn ở nhà để ăn Tết đấy. Để chưa đi chơi mấy. Chào các cô nha. Cô đi chơi à? Chơi Tết à? Ở đây đấy, cũng hai đội đấy, chơi ném pao qua lưới bóng này, qua bóng này ở trong sân này. Rất là hay các bạn ạ. Thời tiết hôm nay còn khá là lạnh, nhưng mà các bạn ở trên này thì họ thường hay mặc váy như này. Những ngày lễ Tết thì họ mặc những chiếc váy đẹp như thế này để đi chơi. Dường như thì họ cũng quen với cái không khí của ở trên này rồi, bởi vì họ sống ở đây thì họ sẽ quen. Mình thì ở dưới kia thì nó chênh lệch nhiệt độ vài độ. Ở đây là một cái sân vận động của xã, cũng khá là rộng rãi. Thường thì ra Tết của người đồng bào Mông thì họ sẽ hay thường tổ chức những cái lễ hội, ví dụ như lễ hội Gầu Tàu này. Lễ hội Gầu Tàu thì năm nay nghe nói là vào mùng 9, mùng 10 âm lịch sắp tới này. Thank you.
xem đội bên này có mấy người này. 5 à, cũng 9 người. Đấy. 9 người một đội. Để mất bóng rồi. Không có ai ghi điểm à? Ôi, loạt lưới rồi. Không ai ghi điểm à? À, bạn nhỏ kia đang ghi điểm này. Bao nhiêu rồi, được bao nhiêu rồi? Rồi, mất bóng với đầu tay à? Chị kia bắt kiểu đấy đầu tay đấy. Rồi, mà lúc nãy thì mọi người mới chơi giao lưu để luyện tay thôi, bây giờ bắt đầu vào chơi chính thức này. Đấy, bây giờ có trọng tài rồi, ghi điểm giấy bút hẳn hoi đây. Ở đây đội của hai bản, bản Pa Kha và bản Koh Tang. Bên này là bản nào đây anh? Pa Kha. Pa Kha, còn bên kia là Koh Tang. À, bên này Koh Tang. Bên này là Pa Kha. So. Giờ bắt đầu chuẩn bị vào hiệp đấu chính thức. Cái này giải thưởng như thế nào đây anh? Giao lưu chơi thôi à? Uống rượu thôi. À, uống rượu, giải thưởng uống rượu. Thắng cũng uống mà thua cũng uống luôn. Giao lưu thôi. Đây là chơi vui thôi mọi người nhé. Còi yếu quá. Anh ở đâu đấy? Em ở dưới Lạc Sơn. Tranh nhau. Ở bên này đá để mất bóng. Good.
Bây giờ thì tầm vào khoảng 1 giờ chiều. Thời tiết hôm nay cũng vẫn còn khá đẹp so với ở dưới Tân Lạc với lại Lạc Sơn. Và trên này thì được khô ráo, có một chút nắng, hửng nắng. Ở dưới kia thì nó mưa vài nơi các bạn ạ. Có vài nơi mưa, vài nơi lại không mưa, với lại sương mù rất là nhiều. Thời tiết ở trên này thì cũng khá là lạnh hơn ở dưới kia. Nó vào khoảng 15 độ. Và ở dưới kia thì 19 độ. Đầu giờ chiều thì bà con cũng bắt đầu đi ra để đi chơi, để xem ném pao. Như vậy là hai đội đã xong hiệp đấu. Ở đây họ chơi giao lưu để uống rượu thôi các bạn ạ. Không có giải thưởng gì cả, chủ yếu là vui. Ô,
Ai cả.